Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK và vòng 2 của sự kiện Vùng Sao Thần Bí đã có mặt trên server test rồi các bạn. Chúng ta có vòng 2 nha. Vòng 1 đã xong, giờ chúng ta sẽ tới vòng 2. Không biết thì ở trên kênh thì có bạn nào vòng 1 mà các bạn không ăn được full quà không các bạn? Rồi, vòng 1 không ăn được full quà và chúng ta sẽ đi tiếp vòng 2. Vòng 1 thì ban mình cũng hạng bét các bạn. Và mình đã thay đổi một ban khác, hy vọng mình sẽ có được một cái kết quả tốt hơn. Nhưng mà nhìn vào đây thì mình thấy rõ ràng là rằng cái vòng 2 này mình cũng không có cái cơ sở nào tốt hơn xíu nữa các bạn. Nhìn lại mình nhìn không thấy cái cửa win với các ban khác rồi đó. Ban mình quá yếu ha. Rồi. Ông này top 42%. Nhưng mà cùng ban với mình không có quánh được các bạn. Rồi, top 170. Nói chung là bên server test mình thì không đấm mấy ổng được các bạn, mình chỉ đấm được mấy cái ải này thôi. Mình thì cũng không hề yếu nha, nhưng mà muốn đấm mấy ông top đó thì mình đấm không lại các bạn. Ok. Rồi, và sự kiện lần trước thì các bạn nhận được bao nhiêu rương ở Hoa Kình 2023? Và mình chắc chắn cái tỷ lệ mà các bạn nhận được rương ở Hoa Kình năm 2022 á, là đếm trên đầu ngón tay luôn các bạn. Thật sự khả năng mà để nhận được cái rương ở Hoa Kình 2022 thì vô cùng khó. Và chỉ có một khả năng, đó là chúng ta mở cái rương màu đỏ này nè. Chúng ta kiếm những cái mảnh của tướng 2023 rồi chúng ta ghép lại là được. Hiện tại thì số lượng rương để chúng ta nhận được một con tướng ở Hoa Kình năm 2023 chỉ là 20 rương các bạn. Hiện tại thì bên server chính mình đã có được 9 rương. 9 rương các bạn, chỉ cần 11 rương nữa là đủ. Nhưng mà vừa rồi thì game nó cho free 10 rương đó các bạn. Nên chúng ta mới có cái con số ấn tượng như vậy. Còn đợt này nó không có free thêm 10 rương nữa thì con số nó không ấn tượng được như vậy nha. Rồi, theo các bạn thì cái nhiệm vụ nào là nhiệm vụ khó nhất của cái sự kiện Vùng Xa Thần Bí các bạn? Thì theo mình cái nhiệm vụ khó nhất là nhiệm vụ thuộc về nhiệm vụ quân đoàn. Đó là tích lũy thu thập theo tiếng là cái khó nhất các bạn. Nó tích lũy thu thập theo tiếng tới 450 tiếng. Và đợt này các bạn, nó đã giảm xuống rồi. Yêu cầu nhiệm vụ nó giảm xuống rồi các bạn. Chỉ cần tích lũy 350 tiếng thôi. Và cái rương thứ hai thì chỉ cần tích lũy 250 tiếng. Nói chung là nó giảm xuống rất là nhiều nha. Cơ bản thì đây cũng là một cái cách lắng nghe người chơi của Lilith các bạn. Tại vì cái chuỗi nhiệm vụ lúc trước á, 450 tiếng quá hớp, rất là nhiều ban không hoàn thành được. 350 tiếng thì còn may may ra còn làm nổi các bạn. 450 tiếng thì chỉ cần vài người AFK không vào game thì coi như cút. Coi như là chúng ta không thể nhận được luôn các bạn. Rất là khó để mà các bạn có thể tích lũy được tới 450 tiếng. Và hiện tại thì nhiệm vụ nó giảm xuống còn 350 tiếng nha. Khá là ổn, như vậy thì khả năng full qua sự kiện này rất là cao. Còn muốn nhận được cái top 1 có thêm được vài rương hay không thì còn chờ nữa các bạn. Thì còn chờ vào việc ghép nữa. Nói chung là ban của chúng ta mạnh là một chuyện, còn ghép với các ban khác là một chuyện nữa các bạn. Rồi, phần thưởng có thay đổi nha. Phần thưởng về bảng xếp hạng nó có thay đổi so với cái vòng 1. Các bạn có thể thấy ở đây thì top 4 chúng ta cũng nhận được rương đặc biệt, top 3 chúng ta cũng được rương đặc biệt. Top 2 thì chúng ta sẽ được 2 rương và top 1 chúng ta sẽ được 3 rương. Ít nhất thì phải như vậy mới phân biệt được top 2 đúng không các bạn? Top 2, chứ cái đợt trước thì top 4, top 2 và top 3 thì y chang nhau. Như vậy thì nó không có công bằng các bạn ha. Rồi, đợt vừa rồi thì top 4 top ở dưới, 3 top cuối cùng các bạn, đó là top 3, top 2 và top 4 thì quà nó như nhau, tôi đều là 10 cái rương, 10 cái rương thường. Như vậy thì nó không công bằng. Bây giờ thì mới đúng là công bằng nè. Ok, như vậy thì công bằng hơn rất là nhiều cho những ban đua top các bạn ha. Nhất thì phải vậy đúng các bạn. Chúng ta đua được top 1 thì chúng ta sẽ nhận được 3 rương. Top 2 thì sẽ nhận được 2 rương. Chứ cái kia nó ít top 2 với lại top 2 với lại các top dưới á. Như vậy thì nó sẽ không có tạo ra cái ý nghĩa gọi là tranh đoạt với nhau. Còn cái chuỗi nhiệm vụ và nhiệm vụ cá nhân thì nó rất là dễ rồi các bạn ha. Đợt trước vừa rồi thì chỉ cần một ngày. Một ngày đầu tiên là chúng ta đã full quà của chuỗi nhiệm vụ cá nhân. Nói chung là chuỗi nhiệm vụ cá nhân thì nó dễ. Quan trọng là cái nhiệm vụ mà tích lũy tiếng trong dân quân là một trong những nhiệm vụ khó nhất. Tích lũy sản lượng tới 600.000 nó cũng không khó đâu các bạn. Chỉ cần nhắm những cái ô mà siêu to siêu khổng lồ nó ra xong rồi chúng ta đè chúng ta cướp là được. Rồi, để mình xem cái thời gian khai thác nó có thay đổi không nha. Rồi, thời gian khai thác tối đa của chúng ta cũng chỉ là 3 giờ trong một ngày.
Thì chúng ta tranh, nếu mà khó khăn quá các bạn thì các bạn cứ ngồi canh những cái cụ nào vừa, những cái ụ nào mà vừa lú từ dưới đất lú lên á, thì các bạn có thể bay vô chiếm 15 phút, người ta có thể đánh bạn dâng ra bàn. Nhưng mà các bạn cứ canh cái ụ nào vừa lòi lên các bạn chiếm, bạn sẽ được bảo vệ trong vòng 15 phút. Thì các bạn hôm bữa mình có tính là mình chỉ cần chiếm đâu đó dưới 10 lần là các bạn sẽ full 3 tiếng khai thác trong một ngày. Chung là nó cũng sẽ khá là tốn thời gian. Chúng ta phải ra vô, chúng ta phải chờ, chúng ta phải tìm được những cái ụ nào lòi lên các bạn. Đối với những cái nhóm nào mà ít người online á, thì nó còn trống nhiều. Chứ còn với cái số lượng mỏ ít ỏi như thế này, thì nếu mà trong những cái nhóm mà số lượng người online đông các bạn, số lượng người online đông đúc thì sẽ không đủ để khai thác. Và sẽ có một sự giành giật không hề nhỏ đây các bạn. Giành giật rất là nhiều. Ok, mặc kệ điều đó các bạn ha. Cơ bản thì phần thưởng của chúng ta rất là ngon. Phần thưởng ngon là được free được một con ở Wakin. Có thể kiếm thêm được vài vé đền, vé ngắm sao là quá tuyệt vời rồi các bạn. Kiếm nó được vé đền, vé ngắm sao, free được con ở Wakin 2023. Và rất có thể với những cái rương sau này, chúng ta vẫn có tỷ lệ mở ra rương ở Wakin 2022 nữa các bạn. Mình nghĩ là cuối sự kiện thì chắc chúng ta sẽ lượm được hai con các bạn nha. Một con ở Wakin của năm 2023 và một con ở Wakin của năm 2022. Khả năng là nhận được vậy là rất là cao nha các bạn. Ok rồi, bên server chính thì chỉ còn vài ngày nữa thì nó cũng sẽ khởi tranh lại các bạn. Bạn nào mà chưa có ban hội ổn định để các bạn đi sự kiện này full qua thì các bạn hãy nhanh chân tìm kiếm nha. Rồi, còn vài ngày nữa thì sự kiện này sẽ khởi tranh. Do đó thì chúng ta nhanh chân tìm kiếm một bến độ ổn định, sau đó thì chúng ta cùng nhau đua sự kiện ăn full qua và nhận về những vị tướng ở Wakin mà các bạn yêu thích, cũng như là những cái vé để các bạn thử nhân phẩm trong cái việc xâm tướng ở Wakin. Rồi, hôm nay thì mình gửi cho các bạn một vài thông tin vậy thôi. Nói chung là thông tin cũng vui các bạn ha. Đầu tiên là cái nhiệm vụ quân đoàn của chúng ta sẽ giảm xuống còn 350 tiếng, và phần thưởng xếp hạng của chúng ta nó sẽ được chỉnh lại so với top 1, top 2, top 3. Nó khác so với cái mùa trước các bạn, có động lực để các bạn đua lên top 2. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. Bye bye.